Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cách làm bánh bột lọc các bạn nhé. Bột lọc nhân tôm ạ. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã làm xong. Sau đây mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho bánh bột, cái món bánh bột lọc này, đó là bột năng. Ở đây mình sử dụng 150 g bột năng, tức là 1 lạng rưỡi đấy ạ. Và tiếp đến là một chút hành lá, và mình có một quả ớt và một quả chanh để mình pha nước chấm thôi các bạn ạ. Và nguyên liệu thứ hai đó là tôm. Thì ở đây tôm thì các bạn và một chút nước mắm. Thì trước hết là và một chút đường để mình pha nước chấm. Thì ở đây mình sử dụng tôm giảo là tôm nhỏ thôi các bạn ạ. Thì tôm thì trước hết là các bạn bóc cái vỏ ngoài đi nhá. Còn nếu mà các bạn sử dụng được tôm nột ấy thì là cái vỏ nó mềm thì các bạn không cần bóc vỏ cũng được. Thì ở đây mình bóc vỏ đi này. Sau đó các bạn bỏ cái đầu tôm đi cũng được. Và cái đầu tôm nó có cái phân thì các bạn có thể bỏ đi. Đấy, ở đây mình bóc những cái vỏ mỏng bên ngoài ra. Nếu các bạn muốn bóc cái tôm này dễ dàng nhá thì các bạn có thể cho vào một ngăn đá một chút cho nó cứng cái vỏ lại. Thì các bạn bóc rất là dễ thôi ạ. Và các bạn bỏ cái đuôi đi cũng được. Đấy, nếu mà con nào có cái đầu này là các bạn có thể bỏ cái phần ở đầu đi. Và sau nhiên tất nhiên là sau khi các bạn bóc xong thì các bạn cũng phải mang đi rửa đúng không ạ? Đấy, ở đầu nó có cái đầu cái phân này này các bạn bỏ đi. Và các bạn mới phải đi rửa lại cho sạch nhá. Thì sau khi mình bóc và mình đã rửa sạch cái tôm rồi đây thì để mình để chốc đó mình đi xào. Thì trước khi đi xào thì mình chuẩn bị các nguyên liệu tiếp theo, đó là cái hành này này, mình thái nhỏ ra. Cái hành này các bạn thái nhỏ ra và cái củ này các bạn là để riêng ra một chút để mình phi cho thơm trước, để mình muốn xào cái tôm cho thơm mà các bạn. Các bạn đập lát nó ra, sau đó các bạn thái nhỏ. Sau khi các bạn là thái nhỏ ra cả hai thứ như thế này rồi thì các bạn để riêng ra lá một góc và cái củ là một góc nhé. Cái củ hành này một chút đây để mình phi trước cho thơm. Các bạn ạ, bánh bột lọc này là cái món ăn vặt rất là ngon. Và các bạn ăn cái bánh này thì nói chung là hơi đích kích một chút thôi, nhưng mà cái món này ăn không ngấy mà rất là tốt ạ. Không hề ngấy một chút nào luôn. Thực ra nói là lích kích thì cũng chẳng có gì là lích kích cả. Thì mình mỗi xào tôm sau đó là lặn thành bánh thôi. Thì sau đó bây giờ mình đi chuẩn bị một chút nước chấm nhé. Nước chấm ở đây thì các bạn pha nước chấm đơn giản thôi, là nước chấm chua ngọt. Nếu các bạn có nhu cầu ăn tỏi ấy, thì các bạn có thể đập thêm một vài nhánh tỏi vào nữa cũng được. Nhưng ở đây thì mình chỉ cần pha chua ngọt và mình có cho một tí ớt vào thôi ạ. Đơn giản thôi. Và cái này các bạn có thể ăn kèm với cả rau xà lách, rau mùi ở đấy. Nhưng ở đây mình làm vì con nhà mình không thích ăn rau sống, cho nên là mình cũng không cho vào. Đấy, thì quả chanh mình cho lửa quả thôi các bạn ạ. Ở đây khoảng 1 thìa rưỡi nước mắm và mình cho nửa quả chanh và mình cắt vài lát ớt vào. Và các bạn cho thêm một chút đường, một chút nước lọc nữa cho nó cái nước chấm nó nhạt ra đúng không ạ. Thì các bạn có thể cho khoảng 1/2 thìa đường thôi các bạn ạ. Nước chấm này thì thường là nó nhạt thôi. Nếu mà làm cái món bánh này này, thường thường là các bạn hay quấn vào lá chuối, sau đó là các bạn hấp thì nó ráo hơn đúng không ạ? Nhưng ở đây thì mình phổ biến với các bạn là cách làm đơn giản nhất để các bạn làm được và thưởng thức được cái món bánh bột lọc này. Sau khi mình pha nước chấm xong rồi thì bây giờ các bạn đi xào tôm nhé.
Thì ở đây là mình xào bằng mỡ nợ. Thì mình chỉ cần cho một chút dầu để mình phi cái hành và xào cái tôm nó thơm thôi. Chứ các bạn mà cho nhiều mỡ quá thì khi mà mình cho con tôm vào ấy thì mình dán cái miệng của cái bánh bột nọc vào thì nó không được ăn đâu ạ. Thế nên là các bạn cần cho một chút thôi. Đấy, mình cho cái củ hành mình vào mình đảo trước để cho nó thơm lên. Sau khi thơm rồi thì các bạn cho tôm vào luôn nhé. Đấy, mình cho tôm vào mình đảo cho nó chín đi. Thì trước đó mình luộc thì mình chỉ cần luộc chín cái bánh bột nọc của nó sẽ nổi lên thôi. Thì lúc này các bạn xào, các bạn có thể lên một chút gia vị vào để cho cái tôm của mình nó được vừa đúng không ạ? Đấy, lúc này các bạn đảo được chín tôm rồi thì các bạn cho luôn cái hành lá vào mình đảo qua cho nó chín nhé. Đấy, sau khi chín được rồi thì các bạn để ra ngoài cho nguội. Thì để mình đi làm cái bột các bạn ạ. Đấy, tôm mình già là xong rồi, bây giờ mình để ra đấy để cho nguội đi. Thì bây giờ mình đi hòa bột các bạn nhé. Cái bột này thì các bạn cho nước thật nóng vào, nước phích các bạn đổ ra cũng được. Thật nóng thì cái bột nó chín dơ dở đi thì mình lặn cái bột nó rất là dễ. Đấy, các bạn cứ trộn như vậy và cái bột nó thật nước thật nóng các bạn nhé. Nước ở trong phích nó nước sôi đấy ạ. Sau đó các bạn dùng tay các bạn trộn nhào nhiều lần và cho cái bột nó dẻo ra. Đấy, sau khi cái bột nó thành cục như thế này rồi này các bạn ạ. À, đấy thì các bạn có thể là ngắt từng viên nhỏ này ra này để các bạn làm thành từng cái bánh đúng không ạ, cho đều nhau. Thì khi các bạn vê, các bạn cứ vê mạnh tay vào. Thế thì mình cho một chút bột áo xuống dưới để mình lăn, mình không có cây lăn bột thì mình dùng cái chày này mình lăn cũng được các bạn ạ. Đấy, các bạn bật ra. Và các bạn làm cái bánh này nhá, thì các bạn dàn bột càng mỏng thì các bạn làm cái bánh này càng ngon. Đấy thì mình cho tôm vào giữa, sau đó mình kẹp cái miệng vào thôi là xong đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Và tiếp theo các bạn cứ làm như vậy đến khi hết cái số lượng mà các bạn làm nhé. Các bạn cẩn thận thì trước khi các bạn lăn này, các bạn có thể là bôi một chút bột khô ấy vào cái chày ấy, thì nó sẽ không bị dính vào chày các bạn ạ. Hoặc dính vào cái cây lăn bột của các bạn ấy. Khi các bạn cứ vê mạnh tay vào cho cái bột nó dền. Đấy, mình không lăn một cái bột khô vào thành ra nó hơi bị dính á. Sao mình vẫn lấy ra được. Đấy, các bạn cứ lặn như vậy nhé. Đến khi mà cái số lượng bột của các bạn là hết thì thôi. Còn đấy là mình muốn cho ra cái lăn bột để cho nó mỏng ra. Còn không thì các bạn cứ lăn bằng tay cũng được mà. Đấy, mình có thể mình lấy tay mình vê như thế này cũng ok thôi. Cái bánh bé con tôm to đúng không ạ?
thì các bạn vẫn có thể kéo mỏng cái miếng bánh này ra được mà. Sau khi các bạn đã nặn hết số lượng mà mình cần làm rồi thì bây giờ mình mang đi để luộc các bạn nhé. Đấy, ý là mình muốn nói với các bạn là các bạn có thể sử dụng cái bánh, cái lá chuối các bạn gói vào là các bạn chỉ cần hấp thôi. Nhưng ở đây thì mình luộc cho nhanh cũng được các bạn ạ. Đấy, mình thả vào. Các bạn thả thì các bạn luộc cái này nó giống như là luộc bánh trôi ấy. Đến khi nào mà cái bánh nó nổi lên là được các bạn ạ. Cái này cũng nhanh mà. Vì cái bột lọc lúc mình cho nước sôi vào nó đã chín dở rồi đúng không ạ? Thì mình chỉ cần luộc cho nó chín lên nữa là xong thôi. Rất là đơn giản, mình đã có một món bánh rất tuyệt vời rồi. Đây các bạn nhìn thấy nó đã nổi lên rồi đúng không ạ? Nói chung là cái này mà nước sôi các bạn thả vào thì luộc khoảng 5 phút thôi là ok. Và trong khi mà các bạn chờ nó chín thì các bạn chuẩn bị một bát nước lạnh nhé. Bát nước lọc các bạn cho một vài viên đá vào, hoặc các bạn có nước mát ở trong tủ lạnh các bạn đổ ra là xong. Đấy thì mình được ở đây các bạn có thể vớt ra cho vào bát nước mình đang chuẩn bị này. Đấy, chỗ nào mà mỏng nó hở con tôm mà trông rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thế lúc này mình có thể tắt bếp và mình cho ra. Thế là sản phẩm bánh tôm, bánh bột lọc nhân tôm của mình đến đây đã xong rồi đây. Mà các bạn múc ra để thưởng thức nhé. Đấy, lúc này thì các bạn có thể ăn kèm với rau sống nhé. Rau sống là rau xà lách và rau mùi thôi. Và nước chấm chua ngọt rất là tuyệt vời luôn ạ. Và cái hành lá vừa xong mình xào hành nên mình có thể trang trí lên trên cũng được. Đấy. Thế là sản phẩm mà bánh bột lọc nhân tôm của mình đến đây đã xong rồi. Xin chúc các bạn thưởng thức cùng mình một miếng xem ngon không nhé. Đấy, nếu mà mình làm mỏng là cái con tôm nó sẽ hở ra trông rất là ngon. Nhưng ở đây mình cũng không được đều lắm. Cho nên là con tôm nó chỗ hở chỗ kín không không sao, dù sao cũng là cái sản phẩm của mình làm tận tay mình làm ra rất là ngon và hấp dẫn đúng không ạ? Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bột thì sần sật, tôm thì rất là vừa. Thế là video của mình đến đây đã